Vâng, xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Tầng Hợp Hay. Vâng, và hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một con app đạp đầm coi sàn, đó là đầm coi Sabi nhé. Thì link thì mình dưới phần mô tả, các bạn chỉ kích link nó sẽ chuyển cho các bạn đến cửa hàng Sapply nhé. Thì các bạn cài đặt về, và sau khi các bạn cài đặt về thì các bạn mở nó lên nhé. Sau khi các bạn mở con app này nó lên nhé, thì nó sẽ có bản cập nhật nha. Thì các bạn bấm vào không phải bây giờ nha, các bạn cập nhật sau cũng được, tại vì đây là thông báo mà. Đấy, sau khi các bạn bấm vào nút không phải bây giờ thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến một cái trang khác. Thì các bạn bấm vào chữ đăng ký đăng nhập nha. Sau khi các bạn kích phải cái phần đăng ký nha, nó sẽ chuyển cho các bạn đến một trang khác này. Thì có hai phương thức đăng ký nhá. Một là các bạn đăng ký hay là đăng nhập vào cái địa chỉ email. Hai là đăng ký bằng cái tài khoản Google nhá. Thì mình xin nói cho các bạn hiểu nhá. Một, nếu mà các bạn có tài khoản tại cái sàn Zimitalo rồi nhá, đăng ký sàn Zimitalo và KYC rồi ấy, thì các bạn sẽ đăng ký nhập địa chỉ về cái dòng một email. Cái email này là email đăng ký dòng với cái sàn Zimitalo nhé, để nó liên kết với nhau nhé. Còn nếu chưa có thì các bạn kích vào cái tiếp tục với cái tài khoản Google, đăng ký với tài khoản Google ấy, các bạn chọn một tài khoản Google trong điện thoại của bạn ấy để các bạn đăng ký, rồi các bạn bấm vào tiếp tục và nó sẽ chuyển cho các bạn đến một trang tiếp theo này. Thì các bạn tích cái ô vuông đồng ý nhá. Rồi các bạn bấm vào confirm. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có nổi lên một cái thông báo này là một là các bạn KYC luôn nhá. Đấy. Là cái dòng verify ở trên đấy nhá. Các bạn về các bạn KYC thì các bạn mới được đào nhá. Có nghĩa là các bạn KYC cấp 1 này thì các bạn mới được đào. Đấy. KYC cũng rất đơn giản thôi, các bạn cứ làm theo hướng dẫn nhé. Còn nếu mà các bạn có sàn Zimitalo rồi, đã KYC rồi thì các bạn sẽ bấm dòng 2 để các bạn liên kết nhé. Thì nó sẽ thì các bạn không phải KYC nữa nha, thì nó sẽ chuyển cho các bạn đến Never 2 luôn. Đấy. Còn cái Never 3 là các bạn phải giao dịch 10 đô cơ. Nhưng cái đó thì các bạn cũng không làm cũng được, tại vì mình phải bỏ 10 đô để lạc vào đấy. Thế nên các bạn làm sau, các bạn có chơi vơi đi đấy. Nếu các bạn cay xe luôn thì các bạn kích vào hai một trong hai dòng này nhá. Còn không thì các bạn có kích vào dòng nhân ở trên này. Đấy, hình của mình là sẽ bị chi nắp thôi. Các bạn kích dòng nhân ở trên thì các bạn x bỏ để các bạn vào thẳng về con app này nhá. Thì đây là cái giao diện chính của app này nhá. Đấy, và để khai thác được ấy thì các bạn kích vào cái chữ khai thác nhá. Đấy, sau khi bạn kích khai thác thì nó sẽ hiển thị lên cái đồng hồ nhá. Đấy, thì các bạn nên mở khóa phiên khai thác nhá để vào nhá. Thì trước khi mở khóa này thì các bạn phải là KYC nhá. Đấy, mình chỉ nhắc này, con app đào solo nhé, không có tuyển giết nhé, các bạn nhớ nhé. Đấy, thầy chơi tất cả mọi người trên mọi miền tổ quốc hay là ngoài nước ngoài cũng phải thầy chơi hết, không có tuyển giết thì điều gì không bằng hết nhé. Đấy, thì một ngày thì một giờ thì các bạn được 0.008 có nghĩa một phiên, suy các bạn nhé, một phiên 4 giờ thì các bạn được 0.008 nhé. Đấy, rất ít nên khả năng cái đầm này là giá này cũng chắc là cao. Đấy, nên các bạn chịu khó đào nhé. Đấy, thì bạn kích vào cái phần mở khóa phiên nhé. Đấy, thì nó sẽ có 3 phiên. Thì khi các bạn mở khóa 3 phiên này thì các bạn sẽ được 3 cái cuộc đào nhé. Có nghĩa là 3, 4, 12, 12 giờ, có nghĩa là 4 giờ một lần. Đấy, thì các bạn để các cái IC thì cấp 1 ấy, thì các bạn kích vào cái mũi tên này, cái dầu lớn ấy nhá,
bên phải, gọi kích vào để các bạn cài xe nhé. Đấy, level 1 này. Chưa xác minh thì các bạn vào xác minh nghe nhé. Để cài xe. Đấy, quốc gia. Hoặc là quốc gia nào thì các bạn kích vào mũi tên để chọn quốc gia. Ví dụ mình ở Việt Nam thì mình chọn Việt Nam. Chọn vào tiếp theo nhé. Đấy, đơn rất đơn giản các bạn. Cái level 1 là các bạn chỉ có quốc gia là các bạn đã hoàn thành level 1 nhé. Phải có các... Vâng, các bạn chỉ việc hoàn thành level 1 là các bạn có thể đào được rồi nhá. Nhưng mà các bạn chỉ được đào được một phiên là 4 giờ rồi nhá. Còn nếu các bạn xác minh level 2 thì các bạn có thể đào được thêm một phiên nữa là 4 giờ nữa là 2 cái quốc nhá. Đấy. Thì các bạn bấm kích vào đào nhá. Đây đang ngồi hiển thị hết 4 giờ này các bạn. Nếu mà các bạn cài xe level 2 ấy, thì các bạn được đào thêm một quốc nữa nhé. Đấy. Đấy, và để cài xe level 2 thì các bạn kích vào hình đầu người nhé. Đấy, nếu mà các bạn có tài khoản Zimitalo ấy mà đã cài xe rồi ấy, thì các bạn chỉ cần bấm vào liên kết thì các bạn sẽ tự động nó sẽ liên kết, thì các bạn không phải cài xe, không phải cài xe nữa nhá, mà nó sẽ chuyển sang luôn level 2 nhá. Còn nếu mà không thì các bạn phải xác minh level 2, và để xác minh level 2 tiếp theo thì các bạn kích vào cái xác minh danh tính này. Đấy, thì các bạn mới có xác minh level 1 nhá, thì bạn kích vào đấy nhá, thì các bạn xác minh level 2 nhá. Đấy, level 1 thì rất đơn giản, các bạn chỉ lựa chọn quốc gia này là xong. Còn level 2 thì các bạn phải xác minh bằng căn cước công dân nhá. Thì các bạn vuốt lên này, các bạn bấm vào xác minh nghe. Đấy, đây mình chỉ làm video hướng dẫn, mình cũng chưa chuẩn bị cái căn cước công dân để mình chụp ảnh. Còn nó yêu cầu cái gì thì các bạn cứ làm theo. Thế này các bạn hoàn thành rồi, các bạn xin được hai phiên đào nhá. Đấy, thì các bạn bấm vào xác minh này. Đấy, thì ở trên thì đây là căn cước công dân nhá, ở dưới này chứng minh nhân dân, thứ hai là bằng lái xe, thứ ba hộ chiếu, còn cái khác dưới này khác nhá, thì các bạn chọn căn cước công dân để xác minh nhá. Thế và rồi các bạn bấm bắt đầu ngay. Đấy, thì nó sẽ chuyển cho các bạn. Đấy, thì các bạn để vào một tờ giấy trắng nhá. Các bạn nhớ nhé, để một tờ giấy trắng ấy. Thì các bạn để cái mặt trước của cái công dân rồi các bạn chụp nhá. Đấy, thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn. Các bạn chụp xong nó bây giờ yêu cầu cái gì thì các bạn cứ làm theo để nó hoàn thành nhá. Thì khi các bạn sẽ được một phiên đào nữa là 4 giờ nữa. Có nghĩa là thêm một cái cuốc nữa nhá. Đấy, cuốc màu xanh nó sẽ hiển thị ở chỗ cái giao diện chính của app. Đấy, các bạn cứ làm theo hướng dẫn thôi, còn mình thì mình các bạn cứ làm theo hướng dẫn mà app và đưa ra nhé. Thế là hoàn thành cái level 2 nhé. Đấy, và trở lại cái trang chủ nhé. Đấy, bạn nào mà nó chưa hiển thị tiếng Việt ấy thì các bạn kích vào cái hình đầu người nhé. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cái ngôn ngữ này, thì các bạn kích vào cái đầu lớn ở bên chỗ cái tiếng Việt này. Đấy, các bạn kích rồi thì các bạn chọn quốc gia tiếng Anh, tiếng Việt. Và có hai loại tiếng nhé. Một là tiếng Anh, hai là tiếng Việt. Thì các bạn chọn tiếng Việt thì các bạn kích nó. Đấy. Ví dụ các bạn, khi các bạn tải app về là chưa có hình chữ, cái chữ tiếng Việt ấy. Là dòng thứ hai này. Language này. Đấy, thì các bạn kích về đó nhé. Kích về chữ English này. Đấy, thì các bạn chuyển tiếng Việt. Thì các bạn dễ sử dụng hơn nhé. Đấy. Đấy, hàng ngày thì các bạn cứ chịu khó đào cái con đi sàn này nha. Và con này sẽ có giá trị. Đấy, tuy ít nhưng mà các bạn tích cực là sau này có tiền.
Đấy, ví dụ mình như là hết. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và bật chuông để được thông báo về video kiếm tiền mới nhất của mình nhé. Đấy, chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kiếm tiền tiếp theo.